Hello, em sẽ lấy lòng hãy xin chào tất cả anh em đang xem được cái clip video của em nha. Thì hôm nay cũng mùng 1 tây tháng 10 thì nhà nước ta thì cũng bắt đầu mở cửa cho anh em có thể di chuyển liên tỉnh được. Thì bên mình có bán tất cả những cái dòng xe cho anh em công nhân nha, Way Dream Future, Exciter, đây là Vision, Nova anh em luôn nha, thu lại tất cả những các dòng xe anh em cần bán. Ví dụ như anh em cần bán xe gì thì cứ kết bạn Zalo 0973344966 thì em sẽ thu mua tận nơi nha anh em. Thì hôm nay em lên cái video này em chia sẻ với anh em cái cách mà ví dụ như mình tiết kiệm được một cái số tiền kha khá và một cái thời gian nhất định. Ví dụ như anh em đi mua một cái con xe mới đi, thì thay vì anh em chờ cửa hàng chờ cửa hàng hẹn ngày bấm biển số hẹn ngày đó, thì anh em có thể bấm biển số trong ngày, sáng 7-8 giờ mua, 9-10 giờ nếu anh em nhanh là anh em gọn lẹ thì có thể chưa là anh em có thể bấm biển được rồi, bấm biển trong ngày luôn. Thì em chia sẻ với anh em cái gì mình đã biết. Ví dụ như anh em vào một cái cửa hàng xe mới anh em mua xe thì anh em sẽ báo với cửa hàng là xuất có đơn cho mình luôn, mình tự đi đăng ký, có nghĩa là mình tự đi bấm biển thì cửa hàng nó sẽ xuất có đơn cho anh em ngay. Thì cửa hàng sẽ giao cho anh em là một cái hóa đơn, một cái hóa đơn mua bán nè, hóa đơn giấy trị gia tăng, hóa đơn mua bán, rồi một cái giấy hải quan phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cái xe đó. Rồi anh em sẽ cầm cái đó về chi cục thuế, xong anh em đóng thuế xong thì anh em qua công an giao thông anh em bấm biển được luôn, cà số khung số máy và ghi những cái giấy tờ, một cái tờ đơn đăng ký mới là anh em có thể đăng ký xe được rồi, bấm biển ngay trong ngày được rồi. Thì hôm nay em cũng chia sẻ đến anh em cái con Moto GSX mới về tại cửa hàng. Thì cái con xe này là cực mới nha anh em, con xe này nó chạy đây, con xe này là GSX 150 của Suzuki nha anh em, bản R nha anh em, bản R, bản Sport đó. Con này thì em bao với anh em là đúng đồng hồ 7.600 cây, bánh trước bánh sau chưa rớt nha anh em, tăng sên lần đầu luôn, đây đấu tăng sên lần đầu cực mới nha anh em, đó anh em thấy không, nhà sản xuất sao nó như vậy luôn đó. Máy móc khỏi phải bàn nha anh em, 7.600 cây thì chạy chưa hết đâu dai nữa, mới nguyên luôn, đời 2019 nha anh em. Con này còn đủ bộ chìa khóa của nó luôn, một remote và một chìa khóa sơ cua đó, kiến đầy đủ luôn nha anh em. Đây mình nổ máy cho anh em coi. Đây con này 7.600 cây nha anh em, mình bao đúng đồng hồ 7.600 cây. Rồi mình nổ máy nha. Xe mới luôn. Cái con xe này em bán cho anh em là giá mùa dịch luôn nha anh em, 42 triệu, anh em sang tên thì thêm phí nha anh em, quá rẻ cho một con xe. Con này xe này nếu anh em mua thì anh em tiết kiệm hơn 20 triệu đồng, gần 90-10 với con xe mới mà anh em có thể tiết kiệm được hơn 20 triệu nha anh em. Anh em thấy ốc tán nó như một xe mới luôn, 42 triệu sang tên thêm phí nha. Phí sang tên nếu mà rút hồ sơ con này nó tầm 1 triệu nha anh em. Đó, tên nó như mới luôn nha anh em. Bánh trước bánh sau chưa mở nha anh em. Đó, anh em
nhìn cái két nước nè, những cái con xe mà đi nhiều á là cái két, cái chắn nhiệt, cái giải nhiệt của cái két nước này nó móp hết đó. Xe này như mới luôn, bao với anh em luôn, bánh trước chưa mở luôn nè, bánh sau thì tăng sên lần đầu nha anh em. 42 triệu con xe này thì quá rẻ. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem được cái video cho em xin một like và một đăng ký nha. Đó. Thì anh em mua bán xe cộ kết bạn Zalo 0973344966 và một cái số điện thoại khác đó là 0901091224. Thì cảm ơn tất cả anh em, mình có hỗ trợ trả góp hết luôn nha anh em, trả góp trả trước 30%. Chỉ cần chứng minh nhân dân và hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân và bằng lái, không nợ xấu nha anh em. Lãi suất theo ngân hàng. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em những cái video tiếp theo nha.